Em xin giới thiệu với mọi người một món ăn là món ốc. Đây là món ốc đá. Trước khi đi Nhật về, nhà em đã ngâm một ngày để không bị sạn, và nhà em để đậm ấy, nhà em chặt tít đi nước cho dễ. Và sau đó rửa sạch. Và sạch và gia vị em chuẩn bị là lá chanh, gừng và mỡ già lên, và có cả ớt nữa. Đấy, phi lên trước ạ. Món ăn ngon thì em phi lên trước, và có cả một chút mẻ nhá. Xào ra lên, sau đó cho ốc xào. Xào đảo, đảo đi đảo nhiều lần, đảo cho nó ngấm, ngấm gia vị. Và nhà em phải thêm một bát gia vị nữa. Nó là một bát nước mắm mẻ. Thả vào, đảo lần nữa. Sau đó cho lá chanh vào đảo. Lá chanh gừng vào đảo. Đấy. Bây giờ là chín. Em múc đổ ra bát. Rồi về chỉ có chén thôi. Mút, mút rất là đậm. Không phải kêu nhé, mà mút rất là đậm. Đậm luôn ạ. Nước rất là đậm, nhìn có ấy không ạ? Rất là thú vị luôn nhỉ. Nhìn ưng quá. Thôi nước bọt ừng ực luôn nha, ngon quá. Đấy, cả nhà ủng hộ em nha. Món ốc xào.